Chào các bạn ơi, hôm qua mình đi Tây Ninh thăm bà dì mình, em mình nó cho mình điều nè các bạn. Trái này là gọi là trái điều, hay người ta còn gọi là trái đào lộn hột. Trước hết mình gửi lời cảm ơn em mình, cảm ơn người trồng điều nha. Nhưng mà trước khi ăn thì mình phải tìm hiểu về quả điều. Thì nó nói trái này ăn trị tiểu đường cũng tốt lắm đó các bạn. Nó có vị chát, mỗi ngày chị chỉ cần ăn một cái quả ở dưới này thôi nha. Nhưng mà hôm nay mình trước khi ăn thì mình tìm hiểu trước nha. Quả điều cung cấp chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch phụ nữ khi mang thai ha. Ngoài việc thêm quả điều vào chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp cho cơ thể giữ lại các vitamin A, D, E, K, có thể hòa tan và tạo ra chất béo không bão hòa, cải thiện não và đông máu. Ngoài ra nó còn mang nhiều cái chất như là magie, sắt, kẽm rồi nữa nha các bạn. Và sinh tố nhóm B rất là nhiều luôn. Nhóm A nè, D, E, K. Rồi lợi ích của quả điều đối với mẹ bầu. Mình đọc trong cái báo Lao Động nha. Lợi ích quả điều đối với mẹ bầu. Quả điều là một loại thực phẩm bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cả mẹ bầu và em bé trong bụng. Dưới đây là những lợi ích khi ăn quả điều trong giai đoạn thai kỳ. Nó quan trọng ở chỗ mà mẹ bầu tăng cường sức khỏe tim mạch. Quả điều cung cấp chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch của phụ nữ khi mang thai. Ngoài ra, việc thêm quả điều vào các chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp cơ thể giữ lại các vitamin A, D, E, K, có thể hòa tan và tạo ra các chất béo không bão hòa, giúp cải thiện não và sự đông máu, rất là tốt cho mấy người máu loãng nha các bạn. Giàu chất sắt, phụ nữ mang thai có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt cao. Hơn nữa, mẹ bầu cũng cần nhiều chất sắt hơn bình thường, vì vậy có thể kết hợp quả điều vào chế độ ăn uống khi mang thai. Quá hay ha. Hữu ích cho sự phát triển của thai nhi. Về việc cải thiện, lượng tiểu cầu của thai nhi còn được thúc đẩy nhanh hơn nữa nếu mẹ bầu ăn trái điều. Một nguồn cung cấp đồng dồi dào trong giai đoạn thai kỳ, cung cấp chất đồng đó các bạn. Phát triển xương và dây thần kinh nè. Quả điều cần thiết cho việc cải thiện xương, mô cơ, các cơ quan của cơ thể vì nó chứa nhiều magie. Magie giúp việc duy trì áp suất tuần hoàn rắn, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, duy trì năng lực thần kinh và giữ cho xương chắc chắn. Hay hen. Tăng cường hệ thống miễn dịch, quả điều đóng vai trò cơ bản trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch vì có chứa kẽm mà magie là đồng hen. Kẽm giúp hợp chất protein và hàn gắn vết thương, giúp ngăn ngừa tình trạng chuyển dạ kéo dài ở phụ nữ mang thai. Hơn nữa còn giúp cho em bé sinh ra được khỏe mạnh. Quá hay, chất kẽm quá hay. Các bạn thấy thì cũng đâu có phải là thứ thường đâu ha. Mình thấy nó quá bình thường. Thường mình ăn cái hạt này nè mà người ta đã sấy sẵn. Nhưng mà cái hạt này người ta chẻ ra, người ta làm nước sơn đó nha các bạn. Làm nước sơn, làm dầu bóng nào đó. Đó, làm sơn, phủ, làm dầu bóng rồi đó. Rồi để mình tìm một mục nữa nói về quả điều nha. Này là quả điều. Thì quả điều nó gồm có hai loại, một điều đỏ và điều vàng nha các bạn. Em mình nó kêu mình ăn mỗi ngày một trái để tránh tiểu đường. Thì lâu lâu mình mới có gặp ăn như vậy thôi. Ở xứ Tây Ninh thì người ta nấu canh chua ăn cũng được đó nha các bạn. Canh chua. Bây giờ đi tìm nè. Công dụng dinh dưỡng của quả điều. Chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp cơ thể giữ lại các vitamin.
tùy dinh dưỡng của quả điều, thành phần dinh dưỡng nè các bạn nha. Trong hạt điều có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất chống oxy hóa như vitamin E, K, B6 và khoáng chất như đồng, phosphor, kẽm, magie, sắt, selen, giúp duy trì tốt các chức năng của cơ thể. Cụ thể theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, đồng, mangan, phosphor, sắt, selen và vitamin. Nè, ngăn ngừa trị tim mạch này nha các bạn. Hấp thu vitamin tan trong dầu như là K, D, E và vitamin A, tốt cho đôi mắt nè, mấy người đục tỷ tinh thể rồi đó. Chống oxy hóa rất là mạnh luôn, tăng cường sức khỏe cho cơ bắp và hệ thần kinh, phòng ngừa ung thư. Thì mỗi một cái bài báo người ta nghiên cứu về một góc các bạn, một góc độ. Mình đọc thường thường mình đọc nhiều bài để mình kết hợp lại, chứ mình đọc một bài rồi là nó phiến diện, mình thấy nó phiến diện nó chưa đủ lực nha, hiểu chưa hết. Nãy giờ mình đọc hai ba bài báo rồi đó. Thôi bây giờ mình ngừng ở đây nha. Xin chào, cảm ơn các bạn nhiều nha.